trời cũng là thánh ý của Thiên Chúa. Được Chúa Giêsu đề cập nhiều lần trong tin mừng của Ngài. Hôm nay, cộng đoàn chúng ta dâng lễ tạ ơn để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha Giuse và cha Vinh Sơn. Bởi cộng đoàn chúng ta đã tận hưởng được hồng ân Thiên Chúa qua các thánh lễ và nghi thức phục vụ mà quý cha đã dành cho chúng ta. Nhìn lại một chặng đường 3 năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để mỗi người chúng ta cảm nhận những tâm tình quý báu, những hy sinh cố gắng của quý cha dành cho cộng đoàn. Ai cũng dễ dàng thấy, cho dù những ngày trời mưa rét, đường xá xa xôi, nhưng quý ngài đã cố gắng vượt lên trên chính mình để tới dâng lễ cho cộng đoàn chúng ta vào mỗi buổi sớm mai, như của ăn thơm ngon cho một ngày làm việc của mỗi người trong cộng đoàn chúng ta. Nhìn về bề ngoài, quý cha cũng đã hết mình lo liệu sửa sang quân viên nơi chính xứ và các sứ họ liên hệ, làm cho bộ mặt giáo xứ giáo họ quê hương mỗi ngày mỗi thêm tốt đẹp. Chỉ còn vài 3 ngày nữa, quý cha theo thánh ý Thiên Chúa qua việc bổ nhiệm của Đức Giám Mục, quý cha sẽ rời cộng đoàn chúng ta để đi đến giao giảng tin mừng mà xây dựng giáo hội cho một địa phương mới. Nguyện xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria ban muôn ơn lành lên quý cha trong sứ vụ mới. Mỗi người chúng ta thể hiện lòng biết ơn, cảm ơn với quý cha bằng nhiều cách, nhưng không có gì cao quý hơn là thánh lễ Misa. Trong tâm tình đó, mời cộng đoàn bước vào thánh lễ tạ ơn, tri ân cha xứ Giuse và cha Vinh Sơn. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Chúa Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thương hiệp của Chúa.
cách tâm tình của thánh lễ hôm nay, thầy bà trưởng hội lòng Chúa thương xót đã gợi ý cho cộng đoàn của chúng ta. Hôm nay con cùng với cha Minh Sơn, sư Đồng Vân dâng thánh lễ giờ này để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn Chúa đã thương cho chúng con và cộng đoàn. Cách riêng là 3 năm anh em chúng con được gắn bó với cộng đoàn chúng ta ở đây, nhưng thánh ý của Thiên Chúa thì con người không thể hiểu hết được. Vì vậy xin cộng đoàn cũng hiệp ý cùng với chúng con. Hôm nay thì lẽ ra có cả cha xứ Thọ Sở nữa, nhưng bởi vì ngài có công việc thì thực ra là ngài không có hiện diện trong thánh lễ này, nhưng mà ngài cũng sẽ cùng chung với chúng con để cầu nguyện cho cộng đoàn. Vì thế cộng đoàn chúng ta hiệp ý với chúng con tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân trong cộng đoàn, cũng như cầu nguyện cho tất cả các ân nhân thần nhân đã nâng đỡ chúng con cách này cách khác, những người còn đang tiếp tục cuộc sống trần gian. Xin Chúa ban cho bình an sức khỏe các linh hồn trong cộng đoàn của chúng ta đã qua đời. Xin Chúa thương cho được hạnh phúc nước trời với tất cả những ý nguyện đó, cùng với tất cả những ý nguyện mà mỗi người chúng ta dâng trong thánh lễ này. Giờ đây chúng ta cùng thú tội với Chúa ở với nhau để chúng ta xứng đáng tự hành mầu nhiệm thành. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và chiếc sách pháp của
vua quyền thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Sa-lô-môn đứng lên và cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa, đấng đã ban cho Israel dân người nghỉ ngơi, đúng y như người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành người đã dùng ông Mô-sê, tôi tớ người mà phán. Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan người đêm ngày, để người bênh vực quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người ngày này qua ngày khác. Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các lệnh mệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn.
toàn hớn phúc của Thánh Thần trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng người khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu, trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người trong Đức Kitô và cả anh em nữa. Anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần đã bảo chứng cho phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn, các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Zebêđê, ông Gioan em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Alphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và Judas Iscariot chính là kẻ nộp Người. Đó là lời Chúa. Và nội dung trong thánh lễ hôm nay là thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa? Thưa rằng chúng ta có quá nhiều lý do để phải tạ ơn Ngài. Vì được sống trên trần gian này,
được hiện hữu và được ngồi ở đây là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chẳng hạn, có các nhà khoa học người ta nói thế này: trung bình một con người một ngày thở ra hít vào 13.000 lít khí. Mà giả như Chúa lấy mỗi lít 1.000 thì mỗi ngày chúng ta phải trả Chúa là 13 triệu đồng. Đấy là giả hữu nghị nhất. Và cứ theo giá xăng này thì mỗi ngày phải mấy trăm triệu đồng, chúng ta không có tiền để trả. Đồng nghĩa với việc nếu Chúa tính thì chúng ta không có khí để thở và sẽ chết. Lời của cha chủ tế đọc trong lời tổng nhật lễ hôm nay thì chúng ta tạ ơn Chúa vì một lý do rất quan trọng. Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận rằng hết thảy những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con cũng là một ơn ban nhưng không đến từ Thiên Chúa. Quả thật có rất nhiều lý do để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, nhưng có một lý do quan trọng nhất mà chúng ta phải tạ ơn Ngài, đó là chính Chúa đã cho và gọi chúng ta làm con cái của Ngài. Thật vậy, được làm con Thiên Chúa là một hồng ân lớn nhất của con người sống trên trần gian này. Không chỉ chúng ta được chọn làm con cái Chúa mà thôi, nhưng chúng ta mỗi người theo hoàn cảnh khác nhau cũng được Chúa trực tiếp gọi chọn làm môn đệ, làm cánh tay nối dài của Ngài trên cánh đồng chuyển giáo này. Ngày thứ 6, tuần thứ 2 của thường niên hôm nay, Chúa chọn và gọi 12 tông đồ là có lý do để tương ứng với 12 chi tộc Israel. Có nghĩa là Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Chúa để loan truyền lời Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới này. Điểm thứ hai, trong bản gia phả các tông đồ hôm nay thì chúng ta nhìn lại xem các ông là những người đầy những thiếu sót, đầy những bất toàn. Người thì thiếu bất toàn vì ít học, như anh em nhà thánh Phêrô ngư phủ trải lưới thì học hành không bao nhiêu. Người thì nóng tính đến lối Chúa phải đặt tên là con của thiên lôi, một người rất nóng tính. Rồi có những người thuộc phái quá khích như Simon nhiệt thành, thậm chí có người còn phản bội Chúa nữa như thánh Phêrô. Rồi có người vì 30 đồng bạc mà bán Chúa cho quân giữ như Giuđa, vân vân. Các ông là những người đầy yếu đuối của con người như vậy, nhưng vẫn được Chúa thương cho và gọi là tông đồ cho Chúa. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đầy những là những con người bất toàn. Con với cháu anh cũng thế, với cụ ông bà và anh chị em cũng vậy. Nếu suy đi tính lại, để xứng đáng làm con cái Thiên Chúa, để xứng đáng ngồi đây tôn vinh chúc tụng lại, thì chắc chắn không ai trong chúng ta xứng đáng. Nhưng sở dĩ chúng ta còn được ngồi đây để cùng nhau cất lên lời tạ ơn Chúa là ơn ban của Chúa dành cho chúng ta. Đấy là thành phần các tông đồ, cũng như là ơn gọi được làm con cái Chúa là ơn ban nhưng không của Ngài. Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi, vậy trong 12 tông đồ này các ngài không lẽ không có những điểm mạnh gì à? Thưa rằng các ngài mặc dù có những thiếu sót bất toàn, nhưng các ngài cũng có những điểm mạnh nhất định. Điểm mạnh lớn nhất và quan trọng nhất là các ngài đã mau mắn lên đường theo tiếng Chúa gọi, mặc dù các ngài chưa hoàn toàn hiểu hết về Chúa Giêsu, về thầy của mình. Nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi, các ngài gọi là kiếm được tiền dễ như trở bàn tay, nhưng ngài đã bỏ mọi sự để theo Chúa. Rồi nghề ngư phủ cũng vậy, mặc dù khó khăn nhưng đấy vẫn là nghề ổn định, còn hơn là đi theo một con người mà không biết tương lai như thế nào. Kính thưa cộng đoàn, đấy là điểm mạnh của các môn đệ sẵn sàng lên đường
vào trong thời điểm hiện nay, đặc biệt là trong những ngày này của giáo phận Thái Bình chúng ta có sự thuyên chuyển các linh hồn. Giờ phút này chúng ta cùng với hai anh em chúng con dâng lời tạ ơn Chúa thì thật là chính đáng, vì cũng như các môn đệ năm xưa, chúng con mặc dù là oánh luân nhưng cũng đầy những yếu đuối văn toàn tội lỗi. Để mà suy nghĩ tính lại thì chưa chắc đã được như các đồng đồ năm xưa, nhưng Chúa đã thương chọn tạo họ, rồi Chúa cũng thương hôn đúc cho tâm hồn anh em chúng con. Nói vậy nhưng cũng có những điểm mạnh nhất định là sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa bất kể đi đến vùng đất như thế nào. Khi về miền đất này, con cũng không biết đồng vân ở đâu và kinh tranh như thế nào, chưa về vùng này bao giờ, và có lẽ chào anh cũng thế. Nhưng chúng ta hãy lược lại 3 năm trở về trước, Chúa đã thương ban cho quê hương đồng vân Luật Chung đồng quan của chúng ta biết bao ơn lành qua bàn tay của các vị thừa sai của Chúa. Cách riêng về đồng quan và vị vĩnh danh này, hôm trước lễ tạ ơn cha Diệp đã nói lên hết nhiều rồi, vì thế chúng ta hãy suy tập lại để tạ ơn Thiên Chúa cùng với cha xứ của chúng ta. Điểm tiếp theo, chọn với người. Điều quan trọng nhất của người đi tu, điều quan trọng nhất của người Kitô hữu không phải là làm được việc này việc kia, nhưng điểm quan trọng nhất là được sống kết hợp với Chúa. Vì thế tương lai sẽ như thế nào, con về tần nhẫn, cha oánh về trung tâm của lòng Chúa, đó là gọi là lục trung. Nhưng nơi nào cũng có những vất vả khó khăn. Thôi thì thay vì than thân trách phận, thay vì khóc thương cho cha xứ chúng ta vừa xây dựng đồng quan đẹp đẽ như thế, ôi trời ơi cha đã phải ra đi, thì chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho cha, vì ơn gọi của cha và của con nữa không phải là làm việc này việc kia, sống ở cái nhà như thế nào, nhưng quan trọng nhất là sống kết hợp với Chúa, gắn bó với Chúa, ở lại với Chúa, rồi sau đó Chúa sẽ ban thêm ơn cho chúng con và cho mỗi người chúng ta. Điểm cuối cùng hôm nay cũng là lễ tạ ơn. Mặc dù đời sống tu trì là gắn bó với Chúa, là sẵn sàng cất bước lên đường theo Chúa bất kỳ thời gian nào, như thế nào, hoàn cảnh ra làm sao, nhưng chúng con vẫn là con người. Sự chia ly nào cũng để lại những nỗi tiếc, những nỗi buồn và những nỗi nhớ. Vì thế con cùng với cha oánh chắc chắn không bao giờ quên từng khuôn mặt trong giáo họ, giáo xứ của chúng ta. Dù ở nơi xa, nhưng chúng con cũng luôn luôn nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Xin Chúa đầy lòng thương xót, ban ơn nâng đỡ cho từng người, từng gia đình, giáo xứ, giáo họ, để mọi người được sống ấm êm, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa. Và mọi người cũng không quên cầu nguyện cho hai anh em chúng con. Ngày xưa thì ở gần nhau, thân nhau lắm, ngày nay thì lại xa nhau, không những khác huyện mà khác cả tỉnh nữa. Vì thế cũng có những khó khăn nhất định. Xin Chúa nhân từ ban ơn đức tin lòng mến, và xin chào mọi người.
Lạy Chúa, khi nay ta hơn chúng con đã dâng tiến và tôn thượng thiên thiên Chúa vừa mang, đó chính là bí tích cứu độ của con Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hân say phục sự Chúa và nhờ đó được hưởng những lòng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Còn kính xin quý giả tọa, quý gì cộng đoàn an vị, con xin trân trọng giới thiệu ông chủ thánh thay mặt cho vị chức tân kim, các ban chấp hành, các hội đoàn cùng toàn thể lời lâm trong quân tim giáo họ kính thành thân yêu chúng con có tâm tình với cha xứ kính yêu và cha xứ Đồng Vân, xin trân trọng kính mời ông chủ. Gặp các gia đình trong những hoàn cảnh khó khăn,
năng khiếu cơ sở vật chất của giáo họ chúng con ngày ngày khang trang hoàn thiện hơn và biết bao công việc trong dự định cha xứ Du Xe cùng cha Viên Sơn luôn đỡ ổn để cho giáo xứ và đặc biệt là giáo họ chúng con luôn thăng tiến xứng với các xứ họ lân cận. Mặc dù tình yêu phục vụ không đòi hỏi sự đề đà, nhưng chúng con không thể không nói đến lời cảm tạ tri ân những gì hai cha dành cho giáo họ chúng con. Kính thưa cha xứ Du Xe cùng cha Vinh Sơn, chúng con biết là bao dự định của cha còn dang dở, bao nỗi buồn còn vương vang khi rời xa giáo xứ giáo họ chúng con. Bởi vì nhắc lại thiện tình của cha xứ cũng như của cha Vinh Sơn, giáo họ chúng con còn nhiều khiếm khuyết sai lầm khiến hai cha nhiều khi buồn lòng. Giờ đây trong buổi chia tay, trong thánh lễ tạ ơn và cũng là thánh lễ chia tay này, toàn thể mọi thành phần giáo họ chúng con cúi xin hai cha rộng tình lượng thứ. Đặc biệt con thay mặt cho ban chùm cùng ban chấp hành quy nhiệm, với thời gian 2 năm 6 tháng 20 ngày cộng tác phục vụ cùng cha xứ, chắc chắn còn nhiều thiếu sót và nhiều sai phạm, kính xin cha xứ cũng như cha Vinh Sơn thương tình bỏ qua cho chúng con. Giờ chia tay để hai cha nhận nhiệm sở mới, chỉ tình bằng giờ với giáo họ chúng con, toàn thể con dân giáo họ chúng con đang hiện diện nơi đây cũng như những người có mặt, xin kính chúc cha luôn an lành, mạnh khỏe, tràn đầy phúc lộc của Chúa, để trong sự vụ tại giáo xứ mới, cha luôn là một tử tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Như lời truyền cầu của Thánh cả Du Xe mẹ Maria, dù ở nơi nào, xin hai cha cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho giáo họ chúng con. Đúng là bao nhiêu vất vả chúng con giáo họ thăng tiến là nhờ công cha. Chúng con ghi nhớ chân thành mọi người cầu nguyện xin cha an lành, luôn luôn giữ vững trung thành an lành phẩm xa thương yêu tâm hồn. Dù cha xa lắm được một chút, xin dành những chút hướng về bến danh. Đôi lời xin chúc hai cha nhận sở nhận nhiệm sở mới gặp nhiều thành công, hăng say xây dựng nước trời, dành nhiều phần phúc vinh quang muôn đời. Và giờ để tỏ lòng tri ân và cảm tạ hai cha, con xin hai cha nhận cho chúng con những bó hoa gửi gắm tâm tình bằng chút quà của giáo họ chúng con. Xin kính tạ, con xin hai cha đón nhận. Con vẫn nói rằng là mỗi khi mà tổ chức các cái đại
con rất là nhẹ nhàng, không có phải lo lắng bất cứ cái điều gì. Cái đấy để nói là cái tinh thần hy sinh và cái sự trưởng thành của cộng đoàn của chúng ta. Và có nghĩa là cái sự trưởng thành thì nó chỉ không dừng ở cái thời điểm này, mà chắc chắn nó sẽ còn phát triển hơn nữa. Và khi phát triển hơn nữa thì Chúa lại có cách của Chúa. Giờ này anh em chúng con cũng phải nói lời gọi là đặc biệt thôi, mà chúng con nói lời đặc biệt là chúng con đi thì chắc chắn là cũng như các cha tiền nhiệm của chúng con thì cũng sẽ có những ngày lễ này lễ kia chúng con lại trở về với cộng đoàn. Là điều đấy để nói lên cái mối dây trong lời cầu nguyện. Mặc dù là anh em chúng con không có hiện diện là một cách trực tiếp như bây giờ, nhưng mà trong lời cầu nguyện thì chắc chắn là chúng con không thể nào quên được cộng đoàn, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng con làm một cương vị là một linh mục ở cái giáo sư ở cái cộng đoàn. Thì lần đầu tiên thì nó sẽ có nhiều những các cái dấu ấn, mà có nhiều những cái kỷ niệm, cũng như là có nhiều những các cái ký ức in sâu vào trong tâm hồn của anh em chúng con. Như lời ông Tránh thay mặt cộng đoàn vừa nói thì cũng quả thực là cũng là đột ngột, nhưng mà chính qua cái sự đột ngột này thì con lại nghĩ đến cái chia sẻ của cha Vinh Sơn hôm nay. Đúng là rất nhiều hồng ân mà Thiên Chúa đã tặng không chỉ cho bản thân hai anh em chúng con, nhưng mà còn cho tất cả từng người và mỗi người trong cộng đoàn. Và con cũng nhận thấy là qua cái sự di chuyển đột ngột này, mà con nhận thấy một điều, bà con và các giáo xứ cũng đều rất thương nhớ chúng con là những người được sống cùng với cộng đoàn. Thì cộng đoàn ở Lập Chung cách đây một vài ngày, họ cũng đến, họ gặp con, và họ cũng có chia sẻ rất là chân tình, cởi mở. Họ nói là chúng con rất nhớ cha xứ của chúng con, bởi vì họ cũng là một giáo sư mới được 3 năm. Thế thì con cũng nói với họ là không phải chỉ có các ông mới nhớ cha xứ hiện tại, mà chúng con ở đây thì từ khi nhận được tin bề trên chuyển đổi chúng con thì ai cũng rất là thương nhớ. Mà không phải chỉ các ông thương nhớ đâu, mà chúng con cũng rất là thương nhớ về cộng đoàn hiện tại của chúng con. Con nói một vài cái tâm tình cũng như là một vài cái chia sẻ như vậy để nói đến là tất cả chúng ta là con cái của cha trên trời. Và cho dù thế nào thì những lời cha Vinh Sơn ngài cũng vừa mới nói thì chúng con cũng không thiếu gì những cái bất cần, cũng chẳng thiếu gì những cái thiếu sót, mà thậm chí là cũng chẳng thiếu gì những cái mà không thể làm vừa lòng hết được tất cả mọi người. Thì thôi, qua thánh lễ ngày hôm nay cũng như là qua tất cả những gì mà cộng đoàn chúng ta trong thánh lễ này, còn cũng xin cộng đoàn bỏ hết cho anh em chúng con, để cho chúng ta vui vẻ, để chúng ta chuẩn bị để chúng con đi. Thì bên trên cũng lại sai một trèo mới về với cộng đoàn giáo xứ cũng như cộng đoàn chúng ta. Và chúng con vẫn nói chuyện vui với nhau là Chúa Giêsu lên trời, thì Chúa Linh Thần lại hiện xuống. Và như vậy thì giáo hội vẫn cứ tiếp tục hoạt động. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái tình cảm tự nhiên của con người thì nó vẫn có những các cái lưu luyến. Giờ đây chúng con không còn là quán hơn nữa, mà cha nói là chúng con không những là khác huyện mà bây giờ cũng là khác tỉnh. Vâng, khác tỉnh, nhưng mà anh em
thánh lễ quên đi sẽ không có, còn còn dân ứng về thánh lễ chủ nhật nữa. Còn trẻ quân thì hôm nay thì chính thức là ngày đặc biệt là công đoàn của chúng ta, để chúng con cũng không thể đến từng gia đình cũng như là cũng không thể đến từng cá nhân để chúng con có lời cảm ơn cũng như là chúng con nói những lời chia tay. Thì qua thánh lễ này để chúng con xin được một lần nữa cảm ơn tất cả để các cụ trùm, cảm ơn tất cả các ân nhân thân nhân, cảm ơn tất cả mọi thành viên ở trong cộng đoàn của